phố đây rồi, chốn ăn chốn vui lạ mặt, cho bỏ gian lao ngày vẽ sóng chơi, dù phong sương đầy áo mà lòng yêu muốn lên cao, đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta tiếng yêu chưa lần nói, mà đường yêu chân bước vào rồi. Vâng, chào các bác. Các bác vừa được nghe chất âm của cặp loa Buxell Onkyo M5525 mã. Ở video trước em đã tháo ra cho các bác xem kỹ ruột gan cái cặp loa rồi đấy ạ. Qua cái bản test vừa rồi thì các bác có thể thấy ngay là cái giải âm trung cao nó rất chi là sáng, và âm bát cũng tương đối lực đấy. Đây là dòng loa thùng kín không có lỗ thoát hơi mà âm bát được như vậy là khá là lực. Cặp loa này thì có cái chiều cao là 40 cm, Buxell 2 đường tiếng, bát 20, màng giấy viền mút, check dôm côn 2,5 cm, công suất max 80W một thùng, trở kháng 6 ohm, độ nhảy 91 dB, giải tần đáp ứng từ 45Hz cho đến 30.000Hz. Đây là một cặp loa Buxell dòng Nhật xuất sang thị trường Mỹ. Nó là hàng container Mỹ về. Giá hiện tại ở trên eBay đang giao bán cặp này là khoảng 4 triệu Việt Nam đồng, chưa tính phí ship. Nếu mà tính cả phí ship về Việt Nam thì cặp này là khoảng 5 triệu rưỡi. Trước đây em đưa cặp này lên thì em báo giá là 3 triệu 4, cho đến ngày hôm nay em điều chỉnh giá xuống là 3 triệu 1. Giờ em xin quay đằng sau cho các bác xem cặp loa này trùng series. Về mọi thông số khác xin các bác xem lại ở video trước. Đây là thông số kỹ thuật. Chắc chắn là made in Japan rồi ạ, nặng 7 cân. Các bác có thể thấy là thùng vách tương đối đẹp, không bể nở. Đây là số series của loa bên trái, 4111-2202. Đây là loa bên phải, thùng vách không bể nở, nó chỉ có đôi chút cấn cá nhẹ. Cái đấy để chấp nhận được. Số series của bên này là 4111-2202. Như vậy là 100% đây là một cặp. Lúc nãy thì em cũng có đưa cái video cái cặp loa RCA SPK125 lên. Cặp đấy thì đồng giá với cặp này. Do vậy trong cái bản test này em sẽ cố gắng để làm sao cho các bác có cái sự so sánh giữa hai cặp với nhau. Nãy thì em đã test một đoạn trường vũ, bây giờ em xin test một đoạn nhạc điện tử. Trước khi test em báo luôn là em lấy nhạc từ YouTube, có thể nó sẽ phập phù, các bác thông cảm. Oh, 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 oh
bác có thể thấy ngay dải âm trung cao của cặp loa này cực kỳ tốt, tách bạch chi tiết và rất sạch sẽ. Bác nào đang có ý định tìm mua những cái cặp loa Bookshelf nhỏ, tầm tầm cao thùng khoảng 40 cm đổ lại, thì cặp Onkyo M55 2 la mã này là một cái lựa chọn sáng giá, ở trong cái tầm giá rất dễ chịu, 3,1 triệu ai có thể chơi được. Vâng, bác nào mà có nhu cầu sở hữu cái cặp Onkyo này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại mà em để ở dưới chú thích video. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.